gia Việt Nam xin thông báo vì an toàn, xin quý khách lưu ý tắt điện thoại di động, máy nhắn tin, các loại máy thu phát sóng FM và các thiết bị điện tử khác tay. Với Praha, thủ đô Cộng hòa Séc. Chào mừng các bạn đến với Budapest, Hungary. Được rồi.